Chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Tìm Hiểu Nhau Úc. Hôm nay công ty Tân Đại Dương, công ty tư vấn nhau hàng đầu tại Việt Nam sẽ giới thiệu với tất cả các bạn về môi trường Charles Darwin University. Thì trường được thành lập năm 1921, đây là một đại học lớn nhất ở phía Bắc nước Úc. Thì trường có một lợi thế của một cơ sở giáo dục đa ngành thế hệ mới là mạnh mẽ, sáng tạo, linh hoạt và tự do, thoát khỏi các ràng buộc truyền thống. Thì trường có phương thức giáo dục, đào tạo cũng như là nghiên cứu và ứng dụng kiến thức mới phù hợp với mong muốn của trường được quốc tế công nhận là một trung tâm xuất sắc về kiến thức đa văn hóa và bản địa, kiến thức nhiệt đới và kiến thức về sa mạc. Hơn 6.000 sinh viên của trường với hơn 100 quốc tịch khác nhau có cơ hội học tập trong một môi trường đa văn hóa sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm quốc tế của họ. Thì về ngành học của trường, trường có một ngành học rất là đa dạng, từ nghệ thuật và nghệ thuật sáng tạo, kiến trúc và kiến thiết kế xây dựng, kinh doanh và thương mại, giáo dục, kỹ thuật, khoa học môi trường, khoa học sức khỏe, công nghệ thông tin, luật và pháp luật học, công tác xã hội và phát triển cộng đồng, khoa học bản địa. Về mức học phí của trường, về khóa cử nhân sẽ dao động từ 15.680 cho tới 21.200 đô la Úc một năm tùy vào các chương trình mà bạn lựa chọn. Về chương trình thạc sĩ thì là từ 17.600 cho tới 20.480 đô la Úc một năm. Về chương trình thạc sĩ nghiên cứu hoặc là tiến sĩ thì là từ 17.040 cho tới 20.800 đô la Úc một năm. Chứng chỉ nghề và cao đẳng thì chỉ khoảng từ 6.460 cho tới 12.400 đô la Úc một năm. Khai giảng cử nhân thạc sĩ thì tháng 3 và tháng 7 hàng năm, thạc sĩ nghiên cứu hoặc là tiến sĩ thì là tháng 2, tháng 7 hàng năm, chứng chỉ nghề và cao đẳng là tháng 2 và tháng 3, thêm một tháng thứ 7 nữa cho tất cả các bạn lựa chọn chương trình này. Về yêu cầu tuyển sinh thì cử nhân cần phải tốt nghiệp trung học phổ thông IELTS là 6.0, không có kỹ năng nào dưới 6, trừ các ngành dược, điều dưỡng, nội sinh thì IELTS phải là 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6. Thạc sĩ tốt nghiệp đại học, một số ngành yêu cầu kinh nghiệm làm việc IELTS 6.5, không có kỹ năng nào dưới 6.0. Tiến sĩ tốt nghiệp thạc sĩ hoặc cử nhân danh dự IELTS 6.5, không kỹ năng nào dưới 6.0. Nếu sinh viên không đủ yêu cầu tiếng Anh thì có thể bắt đầu bằng một khóa tiếng Anh tại trung tâm Navitas. Về cơ hội làm việc và sự nghiệp thì sinh viên tốt nghiệp tại trường có triển vọng sự nghiệp và việc làm tốt nhất. Một số sinh viên lựa chọn quay về quê hương, tự tin rằng bằng tốt nghiệp tại trường đã chuẩn bị cho họ sẵn sàng cho sự nghiệp trong tương lai. Một số khác lại chọn cách theo đuổi sự nghiệp tại vùng lãnh thổ phía Bắc. Họ có thể tận dụng mối quan hệ độc đáo giữa trường và chính quyền vùng lãnh thổ phía Bắc để phát triển sự nghiệp và bảo lãnh cho việc nhập cư. Vùng lãnh thổ phía Bắc có nền kinh tế phát triển nhanh ở Úc do có nguồn tài nguyên khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên phong phú, ngành nông nghiệp và ngành du lịch luôn có nhu cầu cao đối với lao động có trình độ và làm nghề trong các ngành kinh doanh, cơ khí, công nghệ thông tin, du lịch khách sạn, sức khỏe, giáo dục, truyền thông và ngành dịch vụ ăn uống. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng tiếng Anh tốt, nhanh chóng tìm được việc làm trong chuyên ngành đào tạo của họ. Cơ hội tốt nhất xin cấp visa làm việc cho sinh viên tốt nghiệp có tay nghề cao. Đội ngũ sự nghiệp và việc làm của trường có thể giúp đỡ sinh viên trong mọi khía cạnh sự nghiệp và việc làm, bao gồm tìm hiểu về các sự nghiệp khác nhau, đánh giá các lựa chọn sự nghiệp và chuẩn bị cho việc tìm việc và tuyển dụng. Trường cung cấp các tài nguyên và dịch vụ cho các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế, kết thúc đẩy cơ hội làm việc và sự nghiệp cho sinh viên. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại là 3848 9879 hoặc 3838 2080. Các bạn có thể truy cập vào website của Tân Đại Dương, đó là tindaiduong.edu.vn hoặc tindaiduong.com để tìm hiểu thêm thông tin về khóa học, như mức học phí và điều kiện chi tiết cho từng ngành học. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hành Trang Du Học. Và trong chương trình Hành Trang Du Học kỳ này, Trúc Giang kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc du học tại Úc, cũng như tìm hiểu về hệ thống giáo dục Navitas tại Úc. Thưa quý khán giả, trong tuần qua thì Trúc Giang đã nhận được khá nhiều thư của các bạn từ khắp nơi gửi về với nội dung xoay quanh các vấn đề về việc du học tại Úc. Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, Trúc Giang có mời anh Nguyễn Bảo Anh là giám đốc tuyển sinh của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn các thông tin về việc du học tại Úc cũng như là hệ thống giáo dục tại Navitas. Trúc Giang xin chào anh Bảo Anh. Rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Trúc Giang, xin chào các bạn đang xem đài.
Và câu hỏi đầu tiên là của anh Khánh ở Cần Thơ với nội dung như thế này: tôi có thấy khi đăng ký học ở hệ thống giáo dục Navitas thì sẽ có cơ hội chuyển tiếp vào các trường đại học có liên kết với Navitas. Tôi muốn biết rõ hơn về vấn đề này, nhờ chương trình tư vấn giúp tôi. Và trường thì có đào tạo những chuyên ngành nào? Navitas được thành lập từ năm 1994. Navitas hiện tại có hơn 83.000 sinh viên đang theo học tại hơn 100 trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới. Đặc điểm nổi bật của Navitas là các cơ sở giảng dạy được đặt ngay tại trong khuôn viên của nhà trường, cho nên sinh viên được sử dụng hết tất cả các cơ sở vật chất và dịch vụ của trường đại học liên kết. Các môn học trong chương trình chuyển tiếp của Navitas đều được tín chỉ đại học. Sau khi hoàn thành xong chương trình học tại Navitas, sinh viên được đảm bảo chuyển tiếp lên học năm 2 cử nhân các chuyên ngành mình đã chọn. Sinh viên có thể chọn chương trình học cấp tốc 3 kỳ là 12 tháng một năm hoặc 2 kỳ là 8 tháng một năm tùy theo yêu cầu của các sinh viên. Chuyên ngành đào tạo của Navitas rất đa dạng, tập trung các khóa học chuyên ngành về kinh tế, ngân hàng, marketing, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, y tế, luật, quản trị du lịch khách sạn, khoa học tự nhiên, truyền thông, v.v. Hiện tại Navitas ở Úc liên kết rất là nhiều trường đại học danh tiếng tại 5 thành phố lớn tại Úc là Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide và Brisbane. Ví dụ như ở Sydney thì Navitas có liên kết với lại trường Macquarie, là trường Navitas là SIBT. Ở Melbourne là MIBT liên kết với lại trường Deakin University. Ở Perth thì có liên kết với lại trường Edith Cowan University là PIBT. Còn ở Queensland thì là trường QIBT liên kết với lại trường Griffith University. Ở Adelaide thì là SIBT liên kết với trường University of South Australia. Ngoài ra, Navitas còn liên kết với lại trường Curtin ở tại Perth, cũng như trường Curtin ở tại Sydney, trường La Trobe ở tại Melbourne, cũng như trường La Trobe ở tại Sydney. Ngoài ra, Navitas còn có liên kết với lại rất là nhiều trường đại học nổi tiếng khác. Chi tiết các bạn tham khảo tại trang web tandaiduong.edu.vn hoặc là trang web tandaiduong.com để biết thêm thông tin. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.